Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của VIETV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 5 tháng 7 có những tin đáng chú ý như sau. Tay vợt Milos Raonic vào được vòng tranh thứ tư giải quần vợt Wimbledon. Trong trận tranh tài giải quần vợt Wimbledon diễn ra trong ngày thứ Bảy 2 tháng 7, tay vợt nam Milos Raonic của Canada đã hạ tay vợt Hoa Kỳ Jack Sock với tỷ số 7-6, 6-4 và 7-6. Trận thắng của tay vợt Raonic chỉ cách vài phút sau khi tay vợt nữ Eugenie Bouchard bị hạ trong vòng tranh thứ ba giải quần vợt Wimbledon. Tay vợt người Slovakia Dominika Sabukova đã hạ tay vợt Eugenie Bouchard trong hai trận với tỷ số 6-4 và 6-3. Sau khi qua được vòng tranh thứ ba, tay vợt Milos Raonic sẽ tranh tài với tay vợt David Goffin trong vòng tranh thứ tư. Hiện tay vợt Raonic được xếp hạng thứ 6 trong danh sách các tay vợt xuất sắc nhất trên thế giới. Thủ tướng Trudeau tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính. Cuộc diễn hành lớn nhất ở Canada hàng năm của những người đồng tính trong năm nay đã có thêm một sự kiện đặc biệt là lần đầu tiên có sự tham dự của một vị thủ tướng đương nhiệm. Thủ tướng Trudeau đã tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính trong ngày Chủ nhật 3 tháng 7 tại thành phố Toronto. Theo những nhà tổ chức cuộc diễn hành, thì cuộc diễn hành năm nay cũng để tưởng nhớ đến những nạn nhân đã bị thảm sát trong một quán rượu của người đồng tính ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, xảy ra trong tháng 6 vừa qua. Theo lời tuyên bố của Thủ tướng Trudeau, thì vụ thảm sát ở thành phố Orlando đã nhắc nhở chúng ta là không nên để những hận thù xâm lấn. Cũng theo Thủ tướng Trudeau, thì chúng ta sẽ phải lên tiếng ngay nếu thấy có những sự không khoan dung hay kỳ thị xảy ra. Thủ tướng Trudeau cũng đã tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính ở Toronto trong năm ngoái, nhưng năm nay là lần đầu tiên dưới chức vị một thủ tướng Canada. Tham dự cuộc diễn hành The Pride trong năm nay, ngoài Thủ tướng Trudeau còn có bà thủ hiến Kathleen Wynne của tỉnh bang Ontario và ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto. Lễ hội của những người đồng tính trong năm nay ở thành phố Toronto đã kéo dài nguyên một tháng 6 và sau cuộc diễn hành, một buổi liên hoan diễn ra ở quảng trường Young and Dundas và ở trên đường Church, nơi có số người đồng tính sinh sống nhiều nhất ở thành phố Toronto. Theo những ước tính, có đến trên 1 triệu người tham dự cuộc diễn hành đồng tính ở Toronto, mà trong đó có hàng chục ngàn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh hưởng của Brexit sẽ là cơ hội tốt cho những du khách đến từ Canada. Theo tin tức được phổ biến vào ngày thứ Bảy 2 tháng 7, thì nhiều công ty du lịch ở thành phố Calgary đã cho biết là số những người Canadians dự tính du lịch nước Anh đã gia tăng trong những tuần qua. Sau kết quả của việc 52% cư dân nước Anh bỏ phiếu ủng hộ việc ly khai khỏi Liên hiệp Âu Châu, trị giá của đồng bảng Anh đã sụt giảm nặng nề, giúp cho việc những người Canadians muốn qua chơi ở nước Anh có nhiều cơ hội hơn vì chi phí giảm. Theo bà Melissa Hinkle của cheapflights.ca, cho biết là số người vào mạng du lịch này do tin về những chuyến bay từ Canada sang Anh đã gia tăng 50% trong những ngày cuối tuần 24 tháng 6 vừa qua, sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Anh. Theo ông Roy Mendes, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng CIBC, thì trị giá của đồng bảng Anh có thể sẽ xuống đến mức 1 đồng 70 xu da kim trong vòng 3 tháng sắp đến. Con chết dưới bánh xe của bố. Theo tin của Sở Cảnh sát Hoàng gia RCMP thì trong ngày thứ Năm tuần trước 30 tháng 6, một em trai 3 tuổi đã chết dưới bánh xe của ông bố tại khu vực gần The Castle Falls Forestry, gần thành phố Pincher Creek, tỉnh bang Alberta. Theo tin của Sở Cảnh sát thì ông bố của em bé này đã sửa soạn lái trailer chuẩn bị cho cuộc cắm trại. Khi ông bố di chuyển chiếc trailer thì vô tình đã cán lên đứa con trai. Những nhân chứng ở tại hiện trường lúc đó đã giúp ông bố đưa đứa con trai đến bệnh viện Pincher Creek cách đó khoảng 40 cây số, nhưng em đã chết tại bệnh viện. Cảnh sát không buộc tội ông bố về tai nạn làm chết đứa con này. Lương một giáo sư đại học ở Canada lên đến trên 700.000 đô la một năm. Mới đây, trường đại học Calgary ở tỉnh bang Alberta đã công bố chi tiết tiền lương của các giáo sư đang giảng dạy. Theo bảng danh sách này, thì vị giáo sư có số lương cao nhất lên đến 737.000 đô la một năm. Vị giáo sư tên là Stephen Bryant, chuyên viên nghiên cứu về công nghệ nano, đã lãnh lương 737.422 đô la trong năm 2015. Ông giáo sư này đã lãnh lương cao hơn bà viện trưởng trường đại học, bà Elizabeth Cannon. Viện trưởng trường đại học Calgary có số lương là 626.019 đô la trong năm ngoái. Lương của một giáo sư đại học nhiều khi còn cao hơn lương trung bình của một bác sĩ hay của nhiều chủ tịch các công ty thương mại.
Mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Alberta gia tăng. Trong ngày thứ Hai, 4 tháng 7, chính quyền tỉnh bang Alberta đã công bố quyết định cho gia tăng lương tối thiểu ở tỉnh bang này. Đây là một trong những lời hứa của đảng cầm quyền Tân Dân Chủ trong thời gian tranh cử trước đây. Bà Christina Gray, Bộ trưởng Lao động tỉnh bang Alberta đã cho rằng tuy có những áp lực của Hiệp hội các nhà hàng và nhiều công ty lớn khác không muốn tỉnh bang này cho gia tăng mức lương tối thiểu, nhưng chính quyền tỉnh bang đã muốn tất cả các cư dân trong tỉnh bang được bình đẳng trong chuyện tiền lương nhận được. Theo bà Bộ trưởng Lao động thì mức lương tối thiểu hiện nay ở tỉnh bang Alberta là 11 đồng 20 xu một giờ và sẽ gia tăng lên 12 đồng 20 xu vào tháng 10, 13 đồng 60 xu vào tháng 10 năm 2017 và 15 đồng vào năm 2018. Bình luận về việc tăng lương tối thiểu, bà Jane Reimer, chủ tịch điều hành của The Alberta Council of Women's Shelters, cho rằng việc tăng lương là một điều cần thiết, mà đặc biệt là cho những người phụ nữ. Những người Canadian hài lòng về những chuyến du lịch quốc nội. Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây, đa số những người Canadian đã hài lòng chọn những chuyến đi nghỉ hè trong nước thay vì phải đi du lịch ra nước ngoài như trước đây. Bản thăm dò dân ý của tổ chức Ipsos Ray cho cơ quan Historica Canada cho thấy là 68% những người Canadian được hỏi ý kiến đã cho rằng Canada là nơi có những thắng cảnh cho mọi người thì tội gì phải đi nghỉ hè ở đâu xa. Tuy nhiên, 1/3 những người được hỏi ý kiến cho rằng Canada là một trong những nơi định cư tốt nhất trên thế giới, nhưng họ vẫn muốn có cơ hội đi du lịch ra nước ngoài. Tiệm môi giới bán cần sa mở cửa hoạt động ở tỉnh bang Quebec. Một công ty chuyên về chuyện môi giới bán cần sa đã phát triển mạnh ở tỉnh bang Quebec. Trong ngày thứ Bảy 2 tháng 7, phát ngôn viên của công ty có tên là Dr. Cannabis, bác sĩ cần sa, cho biết là công ty này đã cho khai trương thêm một chi nhánh ở thành phố Sherbrooke, tỉnh bang Quebec. Công ty bác sĩ cần sa chuyên về môi giới tìm bác sĩ gia đình bằng lòng ký toa mua thuốc cho những người bệnh dùng cần sa. Theo lời người phát ngôn viên, một người bị bệnh mà bác sĩ gia đình không chịu ký toa cho mua cần sa có thể liên lạc với công ty Dr. Cannabis này. Với lệ phí là $155, công ty này sẽ hứa tìm cho người bệnh một bác sĩ gia đình bằng lòng ký toa cho mua cần sa trong thời gian từ 3 tháng cho đến 4 tháng. Nếu người bệnh muốn có thể mua cần sa sớm hơn thì phải bỏ ra $700 lệ phí và người này sẽ có toa mua cần sa trong vòng từ 2 cho đến 3 tuần. Những người bị bệnh muốn mua cần sa phải có những triệu chứng như đau nhức kinh niên, mất ngủ và phải chứng minh là các loại thuốc tây mà bác sĩ cho không có hiệu nghiệm. Tuy nhiên, theo như những tin tức thâu lượm được mới đây, thì người ta có thể mua cần sa một cách dễ dàng ở các tiệm bán cần sa trong thành phố Toronto mà chẳng cần phải bỏ ra những lệ phí. Dâu tây năm nay bị mất mùa. Theo những tin tức vừa được loan báo, thì nhiều nông trại trồng dâu tây strawberries trong vùng Ottawa Valley đã chấm dứt việc cho người mua vào mua dâu tây, tự hái và ăn thả cửa như những mùa hè từ năm trước. Trong năm nay, vùng Rideau Valley đã bị hạn hán trung bình và đã gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch dâu tây. Các nông trại trồng dâu tây trong vùng thung lũng Ottawa đã không cho khách hàng đến tự hái như trước để bảo tồn số dâu tây mà chủ nhân có thể thu hoạch được trong năm nay. Theo ông Dan Brum ở nông trại Decock ở vùng Canada, thì trời không mưa không đủ độ ấm cho các trái dâu trở nên ngọt và số lượng trái dâu thu hoạch cũng sụt giảm. Theo ông Peter Rothner, chủ nhân của nông trại Richmond Nursery, thì với thời tiết đang nóng trở lên lạnh, đang lạnh trở lại nóng khiến cho dâu tây chín chậm hơn bình thường. Ông Rothner cho biết là với thời tiết thay đổi đột ngột, người ta phải chờ đến 3 ngày mới có thể vào vườn hái dâu trở lại. Cũng theo ông Rothner thì các cây dâu tây cần ít nhất là 25mm nước mưa mỗi tuần. Trong nguyên tháng 5 vừa qua, ở vùng Ottawa Valley, số lượng nước mưa chỉ có 26,2mm. Nhảy xuống sông vì không muốn bị kiểm tra hơi thở. Theo bản tin của Sở Cảnh sát tỉnh bang Quebec, thì trong ngày Chủ nhật 3 tháng 7 vừa qua ở thị trấn Scott trong tỉnh bang Quebec, một người đàn ông đã nhảy xuống sông trốn để tránh bị cảnh sát thử nghiệm hơi thở Breath Analyzer. Có xem ông này có phải đã uống rượu trong khi lái xe hay không? Người đàn ông đã nhảy xuống con sông gần nơi mà ông ta bị cảnh sát chặn lại sau khi chiếc xe của ông chạy
cản lối một xe cảnh sát đang chạy trên đường. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này và tiếng đồng hồ sau đó. Khi trông thấy ông ta đi bộ trên đường với bộ quần áo ướt, người đàn ông 29 tuổi này cũng đã bị buộc tội ăn trộm. Ông ta mặc một cái quần của các nhân viên cứu hỏa mà ông ta đã lấy được ở đâu đó sau khi nhảy xuống sông. Ông ta khai là ông ta lạnh quá và phải mặc thêm cái quần của lính cứu hỏa cho bớt lạnh. Thị trấn Scott nằm cách thành phố Quebec 45 cây số về hướng nam. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Canada ngày 5 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chương trình sẽ được tiếp tục với bản tin thế giới ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình.